Hello, xin chào mọi người. Mình mới đi mua cà phê ở Starbucks Coffee xong. Cái nón này mình vẫn đội tại hôm kia mình đi Massachusetts. And then cái áo lạnh của mình. Video ngày hồi tối mình mới làm một cái về mấy con cua. Và mình mới đi mua Starbucks cà phê của mình đây. Bây giờ giới thiệu cho mọi người thấy cái xe của mình. Cái xe này là cái xe Honda Civic hatchback. Cái này là 1992 và mình đã làm lại, mình đã làm lại hết từ trong ra ngoài, mình tháo ra đây, mình sơn và mình làm tất cả lại từ dưới gầm đến lên trên và từ trong ra ngoài. Thì nói chung thì mình là một cái người đam mê xe hồi đó đến giờ. Cái ghế này thì mình chưa có thay cái ghế đùa vô, nhưng mà mọi việc ở trong xe mình đều làm lại hết rồi mọi người nha, cả trên nóc xe nè. Cái xe này thì mình thay cả máy nha mọi người. Cái ghế sau mình chưa gắn nha. Cái ghế sau thì nó tiệp màu với màu xe, màu vàng với màu trắng. Cái bánh xe thì mình thích cái loại này, nhìn nó nguyên thủy. Cái bánh này thì mâm 14, mình cũng muốn thay cái mâm bự hơn, nhưng mà cái mâm này nó rất là nhẹ và nó nhìn cái kiểu mà cổ á, nó hợp với cái xe này. Bởi vậy mình mới giữ vậy nè. Cái xe nói chung là mình thấp nó xuống, nhưng mà nói chung nè, cái tay để nó đụng cái bánh xe vô đây rồi. Nói chung thì mình có cái xe này cũng rất là lâu rồi, thì mình giữ lại rồi xong rồi mình làm cho đến bây giờ là xong hồi năm rồi, chạy rất là nhanh. Và cái máy xe của cái xe này thì mình đã tháo ra, mình bỏ rồi. Bây giờ là để mình cho mọi người xem cái máy xe là cái máy của Acura RSX Type S. Cái máy này là 6 số six speed. Và như làm cái máy này, mình muốn bỏ cái máy này nó vô mà nó vừa với cái chiếc Civic này á, thì nói chung là mình phải làm nhiều cái, như mình cắt cái máy để chịu cái máy xe này. Mình phải cắt nó ra nè, rồi xong mình bắt ốc mình bỏ cái này vô, rồi những cái dụng cụ khác mà để làm cho cái máy này nó vừa với cái xe này, và những cái chân máy này chịu đi gắn vô cái sườn xe nè, mình phải mua. Và nói chung nhiều cái, từ cổ bô xuống đến mọi cái, rồi két nước mình cũng phải mua cái loại khác để nó vừa với cái này, với lại nó giải nhiệt tốt hơn. Cái nước két nước cũ xe này thì chỉ cho cái máy xe nguyên thủy của nó là 1.5, cái máy này là 2.0, 6 số 200 mã lực. Cái máy cũ là chỉ có 87 mã lực và 4 máy 1.5. Cái máy này đua về HKM VTEC. Mọi cái trong cái máy này là mình đều mua từ cái tiệm cái hãng cái name đậu xe là K-Tune. Thì cái xe nói chung chạy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ cho mọi người đi theo và mình sẽ lấy mình chạy một tí, thì mình chạy đi lại nhà bạn mình á, nên cái xe nói chung cũng còn hơi dơ, mọi người xem thông cảm nha. Ok, mình bỏ cái này ở đây nhé. Cái xe thì cũ nhưng mà mình làm lại mới, thì mình đam mê xe hồi xưa đến giờ rồi chứ không phải là mới đây. Mình đam mê xe lâu lắm này, từ nhỏ đến lớn. Ngày xưa ở Việt Nam thì mình hay đua xe Honda, qua đây thì mình làm xe này. Để cho mọi người xem cái bên trong của xe tí xíu. Cái này tay lái của xe, không có tay lái trợ lực nha, tháo ra rồi để nói chung là mình cũng không có cần, để chạy nó nhanh hơn. Bên trong thì mình làm theo cái sở thích của mình á, chứ không hẳn có nhiều người cũng thích cái loại sơn hai màu bên trong này, nhưng mà mình thích. Cuộc sống này thì có đôi khi mình nên làm những cái gì mình thích.
rất là vui và nói chung nó rất là nhanh nên chạy rất là thích. Mình chỉ lấy ra chạy lo lo chạy lần thôi, bởi vì cái xe đồ chơi mà. Nói chung chạy cũng cảnh sát thì hôm nay trải nghiệm. Mình làm xe này để mang vô cái trường đua chơi nè. Nhưng mà năm nay mình cũng bận công việc cũng chưa có đi. Thường thường là mình làm đi drag racing. Mình có nhiều loại xe, hồi xưa đến giờ mình có rất là nhiều loại xe nè. Toyota Supra nè, Nissan Skyline nè, R33, R33. Mấy chiếc Civic chỗ này hook up mà turbo charge 700 mã lực mình cũng có. Turbo, những cái xe làm như thế này, độ máy của 1.6 Duveken VTEC của Civic Si VTEC ở bên Nhật. Mình có nhiều loại xe lắm. Hồi đó đến giờ mình nói chung rất là mê xe và mình mê mô tô nữa. Mình cũng có xe mô tô nhưng mà mình bán rồi. Mình ham xe từ hồi đó đến giờ và nói chung mình độ rất là nhiều xe chứ không phải cái chiếc này không phải chiếc đầu tiên. Cái chiếc này là chiếc thứ 50 mấy vậy đó. Mình có nhiều xe lắm. Nói chung mình độ nhiều loại này. Mình thích Nissan, mình thích Honda, mình thích Toyota. Thì Nissan thì mình có S13, Nissan Skyline S14. Rồi mình làm lại ngày xưa mình cũng có chiếc S13 độ màu vàng á. Màu vàng làm bỏ máy Nissan Skyline vô á. Nói chung thì cái xe này nó lẹ như vậy đó mọi người. Đạp ga nó chạy như vậy đó. Rất là nhanh. Mình có mang mấy con cua bên này để đem lại cho nhà bạn. Cái xe tải Tundra của mình nó cao. Hôm nay chạy xe nạn thấp dưới đất thì cảm giác rất là mắc cười. Hôm nay xe ở ngoài đông lắm nên mình chạy cũng không có nhanh. Nói chung cái xe này thì chạy nhanh lắm. Ở như mình chỉ bỏ cái máy nào vào cái xe này thôi á thì cái tốc độ nó chạy nhanh, cái kiểu mà cái xe nó chạy xuất phát nhanh á và nó lên cũng rất là nhanh. Những cái xe ở ngoài bây giờ như ít có xe nào chạy lại cái xe này, ngoại trừ những cái xe độ khác. Cái máy này á thì độ nó cho cái xe này á chạy rất là nhanh. Mình chỉ nếu như mà mình thay cái lốc máy của xe 2.4 của cái Acura RSX vô á thì nó sẽ chạy nhanh hơn nữa. Ngày xưa mình drag racing mình làm đủ mọi cách, nhiều xe lắm mà chạy 10 giây trong cái khu đồ mau á thì nó đã rất là khó rồi. Mình phải bỏ rất là nhiều tiền mới được như vậy. Còn bây giờ những cái Civic này chạy 8 all motor, that's crazy. Nó hơi ồn nên mọi người thông cảm nha. Cái xe này cái nó kêu hơi to, nó còn kêu to hơn nữa nếu mà mình bỏ cái test pipe vô á. Mình chạy đến đây tí xíu rồi mình sẽ dừng cái video lại, mình cho mấy bạn review cái chiếc xe Civic của mình. Hôm khác thì mình sẽ làm lại ở ngoài ngoài đường cao tốc chạy nhanh hơn, còn cái thì trong đường đua. Trong này có khi chạy nhanh quá cảnh sát trong này cũng bắt cái phạt được lắm. Mấy xe này nó thấy mệt. Thank you.
130 mấy rồi đó mọi người, nó lẻ lắm. Chạy cái xe rất là vui, thích, nhưng mà có cái có đôi khi bị bị bắt và bị phạt. Cái hành kiểm của mình, của cái bằng lái mình rất là tốt, mình ở đó giờ mình không có bị phạt cái gì hết trơn á, nên cũng rất là cẩn thận. Ok, video của mình đến đây chấm dứt nha. Mọi người xem ủng hộ nha. Xin chào mọi người, bye bye.